Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 18 tháng 2 2024, kính thưa quý vị, trong không khí đón mừng Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn 2024, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần 1 phóng sự đặc biệt Tết Nguyên Đán được tổ chức tại Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, do Thành Trúc và Trí Tôn thực hiện. Chủ nhật ngày 4 tháng 2 năm 2024, thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, cộng đồng người Việt quốc gia đã tổ chức hội chợ Tết mừng xuân Giáp Thìn. Khai mạc hội chợ Tết là nghi thức rước cờ, chào cờ quốc gia Mỹ, Việt, lễ truy điệu và dân hương rất trang trọng. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, xin quý vị chúng ta cùng tấu lên. Ngày công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, để lòng cùng đi xin thích gì thân phúc mặt liền, tưởng nhớ anh linh các bậc tiền nhân trải ngàn gian khó gây dựng tổ quốc, tưởng niệm anh linh anh hùng tử sĩ liệt nữ xả thân bảo vệ giang sơn bờ cõi. Chúng con kính cẩn tạ ơn trời đất, thượng đế, trời Phật và các đấng quyền năng tác tạo muôn loài, thọ tạo chúng sinh. Trong giây phút linh thiêng này, xin các đấng chiến giáng cho tấm lòng thành của chúng con. Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Thanh Trúc đang có mặt tại thành phố Richmond, là thủ phủ của tiểu bang Virginia, là cái nơi thứ ba mà có rất đông người Việt quốc gia đang cư ngụ. Và ở đây hôm nay là một cái sự kiện rất là rộn ràng cho cả một năm mới sắp đến. Thưa quý vị, đây là hội Tết của cộng đồng người Việt quốc gia Central Virginia ở tại ngay thành phố Richmond này. Và Thanh Trúc rất là vui để được tường trình tất cả những hình ảnh rộn ràng của một mùa xuân mới, của một mùa xuân năm Giáp Thìn đến với quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Và có một người mà Thanh Trúc không thể không hỏi cô một đôi điều, bởi vì cũng nhờ người này mà chúng tôi mới xuống đây để cùng với cộng đồng người Việt ở đây chung vui một cái hội Tết. Đó là cô Destiny. Và xin giới thiệu cùng với quý vị, cô Destiny Nguyễn là chủ tịch cộng đồng ở thành phố Richmond. Thanh Trúc chào Destiny. Dạ, em chào chị Thanh Trúc. Và chào quý khán giả của đài VATV. Yeah. Kính thưa quý vị, Thanh Trúc thấy đây là một người rất là bận rộn. Thanh Trúc phải khó khăn lắm mới có thể đứng với cô vài phút để mà nói chuyện với cô. Hình như là Destiny đã cũng để rất là nhiều thời giờ và rất là nhiều ngày để chuẩn bị cho cái lễ hội Tết năm nay, phải không ạ? Dạ, thì là một cái người gánh vác cộng đồng ở đây. Thì đây là năm thứ hai mà em làm chủ tịch cộng đồng ở đây, và cũng muốn tổ chức một cái lễ truyền thống cho quý đồng hương tại đây. Mình cũng muốn làm theo nghi thức rất là truyền thống của Việt Nam mình, cho nên em cũng bỏ tâm huyết, và ban chấp hành cộng đồng cũng là bỏ hết tâm huyết vào đây, thưa chị. Năm nay nó có cái gì đặc biệt hơn? Năm nay là có nhiều thứ đặc biệt lắm, là tại vì hồi năm rồi là em tổ chức ở một cái hội trường khác, là bởi vì đông quá không có chỗ chứa hết bà con, cho nên là năm nay em phải mướn một cái hội trường khác lớn hơn. Như chị thấy ở đây cũng là khang trang và đẹp hơn. Thì năm nay á, là tụi em cũng có nhiều thức ăn của Việt Nam mình, và đặc biệt là có sự hiện diện của cựu đại tá hải quân Hùng Cao, cũng là một hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Thì và đặc biệt hơn nữa là năm nay là tụi em có được sự tham dự của bà phó thống đốc Winsome Earls của tiểu bang Virginia, thưa chị. Là cô Destiny Nguyễn có được cái sự gọi là chung tay, cái sự ủng hộ và cái sự giúp đỡ của những người ở trong cộng đồng mình ở đây không? Dạ, em không thể nào tổ chức một cái buổi tiệc như vậy mà không có sự ủng hộ của các nhà tài trợ, quý ân nhân, cũng như là quý hội đoàn ở trong cộng đồng. Thì ở đây những cái cơ sở thương mại cũng rất là ủng hộ cộng đồng,
Như chị thấy là tụi em cũng có ca sĩ từ Cali qua, ban nhạc cũng là full band và rất là nổi tiếng ở vùng Washington DC của mình. Xin nói thêm là chị nhìn xung quanh thì chị thấy năm nay là năm Giáp Thìn, cho nên tụi em là cũng có rất là nhiều rồng, nhưng mà đặc biệt là có cờ vàng ở trong đó, để là rồng của Việt Nam mình thưa chị. Và đây là do chính tay của một anh hậu duệ là anh Hoàng Vi Kha, ảnh vẽ và cái backdrop phía sau này, phía sau lưng chị Thanh Trúc cũng vậy. Và em cũng xin đại diện cộng đồng và ban chấp hành của cộng đồng chúc quý vị, quý quan khách cũng như là đài truyền thông chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng thưa chị. Cảm ơn cô Destiny rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trong cái hội Tết của Richmond hôm nay đó, chúng tôi có một vị khách rất là quý, mà đây là một cái danh dự cho cộng đồng người Việt ở Central Virginia, ở Richmond, là sự hiện diện của bà Wilson Ursis. Bà là phó thống đốc của tiểu bang Virginia, thưa quý vị, mà chúng ta gọi là Lieutenant Governor. So, Lieutenant Governor, thank you so much for being here with us. Absolutely, I wouldn't miss it. You know, khi tôi được mời, tôi không thể không đến, vì tôi cũng là một di dân. Tôi sinh ra ở Jamaica, và tôi muốn chắc chắn bạn hiểu rằng những người nhập cư rất quan trọng đối với Virginia và nước Mỹ, và các bạn đã góp phần cho sự giàu có phong phú ở đây. Well, it's as I said, I've been going all around. Như tôi đã nói, tôi đã đi khắp Virginia để gặp những người khác nhau. Mọi người đến Virginia và đến Mỹ từ khắp nơi trên thế giới vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thực tế, tôi vừa thấy 84% người Việt Nam nói rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ và bạn học tập, bạn có thể thành công ở Mỹ. Bạn biết đấy, bố tôi đến Mỹ chỉ với $1.75. Yes, and so I know. Vâng, và tôi biết nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể thành công ở Virginia, bạn có thể thành công ở Mỹ. Con cái của chúng ta phải mạnh mẽ, chúng phải nỗ lực vì chúng là tương lai của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi muốn mọi người thành công. Chúng tôi muốn người Việt Nam thành công. Chúng tôi muốn tất cả các nền văn hóa tiếp tục hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Và chúng ta học hỏi lẫn nhau. Vì vậy, chúng tôi phải đạt được những điều luật. Vâng, và chúng tôi đang làm điều đó. Vì vậy, tôi phải ở đây để cho các bạn biết rằng các bạn là quan trọng với tôi và được quan tâm. Tôi muốn lắng nghe từ những người Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cần các bạn ghi danh vào các hội đồng của Virginia. Chúng tôi cần các bạn tham gia vào các công tác. Chúng tôi cần các bạn ứng cử các chức vụ ở địa phương, tiểu bang và liên bang. Chúng tôi cần các bạn tiếp tục tham gia, để nếu sự việc diễn ra không đúng, thì hãy liên hệ với các đại biểu, các thượng nghị sĩ. Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp được gì. Vì đó là lý do mà tôi đến đây để phục vụ cho các bạn. This opportunity to invite you to, you know, to ask you to say something to the like to wish to say something good for the Vietnamese people, especially in the Tết season here. Well, I have to tell you that one of the things that I do. Một trong những điều mà tôi đã làm là đảm bảo rằng con cái của mọi người đều có cơ hội theo học các trường đại học và cao đẳng mà chúng mong muốn. Và đó là lý do tại sao tôi ký những điều luật đảm bảo sẽ loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc. Và mọi đứa trẻ đều có cơ hội. Vì vậy, như tôi đã nói, hãy tiếp tục cố gắng. Hãy đảm bảo rằng tiếng nói của bạn được lắng nghe. Các bạn rất quan trọng đối với những gì xảy ra ở Virginia. Hãy mạnh mẽ. Con cái các bạn cần các bạn. Tất cả chúng tôi đều cần các bạn. Stay strong. Your children need you. We all need you. Yes. Thank you so much once again. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here. I'm so glad. Kính thưa quý vị quan khách, tham gia trong nghi thức rước đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa hôm nay còn có sự hiện diện của Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, cũng như tất cả chúng ta. Anh thuộc thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, là một nạn nhân của chế độ Cộng sản và đến Hoa Kỳ tị nạn năm 1975 và sẽ đại diện cho thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa có vài lời gửi đến quý vị có mặt ngày hôm nay. Welcome, Captain Cao Hùng. Thưa mấy bác, cô chú và anh chị, Cao Hùng,
Ladies and gentlemen, thank you so much for being here. My name is Hung Cao. I am a son of Vietnam. I came over here as a refugee, and my story is very much like yours. Không phải là để trả nợ của nước Mỹ. Bên này không do trong quân đội làm việc trong hải quân cho 25 năm đánh giặc bên Iraq, Afghanistan và Somalia. Mình có team mới, team của mình là team Mỹ, mà máu của mình luôn luôn là máu Việt. Hôm thiệt là hãy nhiệm có thể là đại diện cho mấy người Mỹ gốc Việt. Tại năm sau là 50 năm kỷ niệm từ khi mình đi qua khỏi Sài Gòn, mình mất Sài Gòn 50 năm về trước. Mà tới giờ là mình cần một người nào để đại diện cho hết cái mấy người Mỹ gốc Việt. Hùng sẽ là người thượng nghị sĩ đầu tiên mà Mỹ gốc Việt. Hùng không bao giờ quên hết cái mấy người Mỹ gốc Việt trên đất Mỹ hết. Because together we'll make this country great and we'll always be Americans. Thank you so much. May God bless you and may God bless the United States of America. Dạ thưa chị, tên tôi là Kevin Phạm Hiển, thì tôi hiện thời là đương kim chủ tịch của vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Dạ vâng. Lý do anh đến đây, tại vì hình như là anh cũng bận rộn cho những cái hội Tết ở trên vùng của mình lắm. Dạ thưa chị, như chị biết là cộng đồng chúng ta thì thường chúng ta thiếu những cái sự mà liên đới với nhau và sự đoàn kết. Thì từ 2 năm nay, khi mà bắt đầu cộng đồng chúng ta bắt đầu gọi là trẻ trung hóa, thì tôi trở thành chủ tịch của các anh chị ở đây. Thì với cương vị là chủ tịch của ba vùng hết, thì sự có mặt của tôi ngày nay là để muốn nói lên cái sự đoàn kết của chúng ta. Cho dù bận cái mấy nhưng mà với là cương vị là chủ tịch thì tôi nên tới những nơi nào mà họ cần mình để mà chúng ta gửi cái message ra, chúng ta hãy nên đoàn kết với nhau. Tại vì đây cũng là local, thì cũng là tất cả là cộng đồng với chúng ta là một. Tôi là người đại diện cho tất cả những cộng đồng ở đây. Trong cái không khí của cái lễ hội Tết của Richmond này thì anh cảm thấy như thế nào? Dạ, như năm ngoái, khi mình mới lên chủ tịch năm ngoái, thì như chị Trúc thấy, phải nói là dưới sự lãnh đạo của Destiny Nguyễn, thì phải nói cộng đồng người Việt quốc gia ở vùng Central Virginia rất là mạnh và rất là đoàn kết. Tôi có thể nói là tôi rất là hãnh diện là những gì mà Destiny Nguyễn đã làm cho cộng đồng dưới này của chúng ta. Ở dưới đây phải nói cộng đồng rất là khá đoàn kết với nhau. Dạ vâng, như vậy thì Thanh Trúc xin cảm ơn anh Hiển rất là nhiều là để đưa ra một nhận xét như vậy. Và mọi người hình như cũng đều đồng ý với cái điều đó. Chúc anh một cái lễ hội Tết hôm nay thật là vui vẻ, vì hình như anh có đem gia đình xuống nữa. Một cái lễ hội Tết năm nay rất là vui vẻ, để rồi chúng ta lại trở về trên kia và chúng ta lại có những cái lễ sum họp Tết với gia đình chúng ta. Dạ, và kính chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng, anh Hiển. Xin cảm ơn chị Trúc. Thì cũng nhân đây on the behalf of the Vietnamese American community, thì chúng tôi chúc tất cả quý vị cũng như chị Thanh Trúc và gia đình là một năm mới Giáp Thìn là dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn tất cả. Dạ thưa chị, em là Lê Đình Yên Phú, chủ tịch của cộng đồng tiểu bang Florida và cũng là đương kim của chủ tịch hội đồng đại biểu của cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ. Rất là hân hạnh về đây được tham dự xuân đầu năm của cộng đồng Virginia, Central Virginia. Và hôm nay thì tụi em cũng thứ nhất là được mời lên tham dự, và thứ hai nữa là cũng lên góp một bàn tay để trang trí, cũng giúp để cho cái buổi Tết hôm nay chị. Thật là rất là xúc động, tại vì mình đã tha hương rất là lâu, mà trong tâm tư lúc nào cũng muốn ấp ủ là muốn được một ngày nào đó để dự cái Tết quê hương của mình. Thì nhưng mà tụi em ở đây thì rất là cố gắng để mình làm những cái gì đó để tạo cái niềm vui cho ngày Tết của quê hương của mình, để đồng hương được tham dự mà cũng như là nhớ về quá khứ một chút xíu về cái quê hương. Đó là cái ưu tư mà tụi em muốn là cống hiến đến đồng hương tha hương. Yeah. Như vậy thì bây giờ Phú có muốn gửi một lời chúc Tết thân ái đến người Việt của mình đang theo dõi chương trình này hay không? Một lời chúc Tết. Dạ thưa chị, dạ kính thưa quý vị, nhân dịp năm mới thì thay mặt cho anh em hậu vệ cũng như là cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ, chúng tôi rất hân hạnh kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn chị. Anh Hoàng Vi Kha, anh đã bỏ bao nhiêu thời giờ để mà design cho cái lễ hội Tết năm nay ở Richmond?
Dạ, kính thưa chị Thanh Trúc và quý vị đang theo dõi chương trình. Thật ra thì anh em Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa đó, cách đây chừng 4 năm tháng về trước đã có một cái cuộc thảo luận với nhau và quyết định là cái thông điệp của mỗi cái ngày Tết nó sẽ mạnh hơn nếu như các cộng đồng khắp nơi đều sử dụng chung một cái chủ đề. Do đó để thử nghiệm thì cộng đồng của vùng Florida của anh Phú và tại đây của Richmond là của Destiny sẽ sử dụng cái câu là con rồng cháu tiên. Thì 4 tháng về trước là đã quyết định như vậy, cho nên cá nhân Kha là thiết kế những cái hình ảnh để mà làm trang trí trên sân khấu. Và hôm nay là quý vị có thể nhìn thấy đây là những cái hình ảnh đã được đưa về từ Florida sau khi đã hoàn tất cái chương trình Tết ở đó. Mà giúp cho những cái chương trình đặc biệt là văn hóa là một cái nhịp cầu có thể là dễ dàng nhất để nối kết những các thế hệ lớn và thế hệ trẻ với nhau. Huống chi là cái con rồng giáo tiên là một cái nền tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Cho nên khi mà cái chủ đề năm nay là rơi vào đúng vào dịp Tết á, thì con rồng là hầu như là các bạn trẻ nhất là rất là trẻ, là còn sinh viên đi học khoảng 18 cho tới 25 là rất là nhiệt tình khi mà đưa ra những cái chủ đề như vậy, là họ ủng hộ rất nhiều. Và qua những cái này thì nếu như quý vị theo dõi là chúng tôi không phải là tùy tiện mà vẽ rồng đâu. Chúng tôi đã nghiên cứu rất là kỹ những con rồng của Việt Nam trải qua những cái thời đại khác nhau. Và quý vị nhìn trên sân khấu là sẽ thấy những hình ảnh của con rồng từ thời Lý qua tới thời Trần, tới thời Nguyễn, tới thời Lê và thời Nguyễn cho tới hiện nay. Do đó 4 con rồng là tượng trưng cho 4 thời đại oanh liệt nhất của lịch sử Việt Nam. Khi mà các em trẻ tới và nhìn thấy như vậy, họ có thể học hỏi thêm. Và những người ngoại quốc á, sau này thì họ nhìn vào con rồng mà họ không phân biệt được rồng của nước nào. Thì bây giờ mình có cái dịp này để mình cho họ biết thêm về văn hóa Việt Nam, thưa chị. Và xin phép được gửi lời kính chúc đến tất cả quý đồng bào. Bởi vì chúng ta là con rồng giáo tiên nên xin phép mình dùng hai chữ đồng bào theo cái nguồn gốc 100 trứng 100 con đó, từ khắp mọi nơi sẽ có một ngày chúng ta sẽ cùng trở về cố quốc, tức là về Việt Nam, một đất nước Việt Nam thật sự độc lập, tự do, dân chủ, để có những cái buổi hội xuân cùng với nhau như vậy, thật là mong lắm thay. Dạ, xin cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, như quý vị đã nghe và đã thấy tất cả những hình ảnh ở đây thì trong tinh thần của lễ hội Tết lần thứ hai của cộng đồng người Việt quốc gia Central Virginia ở ngay tại thành phố Richmond này, và trong cái tinh thần, cái truyền thống là con rồng cháu tiên và lại có cờ vàng, lại có rồng vàng nữa, thì buổi lễ hội hôm nay đã diễn ra rất là tưng bừng. Rất là tưng bừng và đặc biệt là đã mời được cả bà phó thống đốc của tiểu bang Virginia đến đây để tham dự nữa. Thì đây là một cái niềm vui cho tất cả mọi người, và Thanh Trúc xin muốn dâng hiến cái niềm vui đến cho tất cả quý vị. Đồng thời, Thanh Trúc cũng xin kính chúc quý vị một năm mới, một năm con rồng an khang, thịnh vượng, may mắn và quên đi tất cả mọi ưu phiền để có một cuộc sống tươi đẹp. Thanh Trúc xin kính chào quý vị.